đuôi nó ra mà. Là ba con à? Đây. Ôi. Yến. Nó cắn luôn. Cắn luôn đấy. Tít đạp kìa. Lọc đầy luôn. Ừ. 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 Ui, đen ơi, con này tóm đen ơi. Ui, con phải hai con. Trong cái khu vực này mà hôm nay hai em mình với đen đang thì đi săn rồi đi thăm bẫy ở trên khu vực trên đỉnh núi trên kia mọi người ạ. Thì bố gọi cho không biết con hàng gì mà khu vực này mà nãy giờ không thấy đâu. Kìa, con đeo ơi. Đang đào chắc có hàng thì mới gọi rồi. Đây, đây. Đi bộ mà đi mỗi người một nơi mà đi nhanh vậy. Đây. Đây. Có con gì không? Cẩn thận đấy. Không cầm làm rồi đấy em nhá. Ui. Sao đào ra toang hoang cửa nhà rồi ơi. Có con gì bố? Đen mày lên mày cá này đâu bố. Có con gì? Hả? Rắn gì? Có vết rồi chứ chưa biết vết là rắn gì. Thế là đã gọi của hai thằng đang trên kia đang đi thăm. Thăm gì cũng vậy. Úi giời. Đá này. Đá kiểu cặc cắc. Mạnh mẽ lên chàng trai trẻ à? Thằng con lỗ. Sao thằng lỗ em ơi? Đấy thả rộng rộng cho bố. Đấy. Ô địch ở trên thì có lớp mềm, xuống lớp cứng không ạ? Xuống lớp mềm. Đất này nó tù gì? Đấy, đào thẳng theo cái lỗ của nó. Mở bên này ra tí rồi bố. Bên này, đây, ừ đấy. Hay là tổ bẫy cá hả bố? Cái mồm. Không nhưng mà nhẵn không phải đâu đen. Ở bên trên này nó đi xuôi xuống, bố đào xuống chứ không phải là ngang cắm vào. Rất dí, em con bơi cá không phải bơi cá nó làm kích thước ở đầu lỗ cơ. Có gì? Mệt chưa? À, đất nó cũng mềm. Nó đoạn trên nữa chứ, đoạn dưới nữa. Đâu thẳng lên. Cứ thẳng lỗ đâu mà chơi. Đâu chọc vào lỗ em. Chỗ rộng rộng xong rồi chọc lỗ. Cứ cắm thẳng theo hướng cái lỗ ấy con nhỉ. Ui giời mẹ. Cầm vãi. Vã mồ hôi. Thế bố phải đào một mình gần xong rồi cũng gọi con bằng đen. Thế mẹ mày thế ăn đi. Mẹ tao thông tao để tao ăn xong rồi chúng mày cũng đến. Làm thì đó là bố đào gần xong rồi ăn gọi con. Mày khôn như chó. Mày linh ta linh tinh. Để tao ăn gần xong rồi tao gọi. Thôi. Đúng. Thấy không? Bố qua bố qua. Thôi. Ui. Ui. Cứ thân mấy cứ thân. Xong. Đến đây xong. Gàn gàn hết đất rồi ra con. Đây, nhìn thấy đầu đây kia rồi. Đây mọi người này. 100% đầu hổ mang rồi con ạ. 100% đầu hổ mang rồi. Lúc. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay.
Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Một con, cùng một con. Bố móc xem. Từ tránh ít đấy. Đưa thằng bố đem. Thuốc về mình về đen hơn. Xong đen hơn. Ui lưỡi thẻ ngay đầu miệng rồi. Cẩn thận đấy, nó phọt ra đấy bố. Phọt đi đâu? Mày đâu? Không, mày thằng đó. Con đi lên đi, em lên đi, lên đi. Lên trên đỉnh luôn đi. Trong lách quấn. Lách sao được? Vừa đi đại tiện cái. Cái nhà hít ngụm. Đấy. Đấy. Ôi. Ôi. Đèn bóng quá. Đèn bóng bố tóm. Đấy. Ôi. Ôi mù. Ôi dồi. Đấy chưa? Hai con. Hai đâu? Hai một con. Một con nó gặp hai con ba chứ. Mà nhìn mấy đầu? Hai con, hai đuôi em nhìn rồi. Đấy, đuôi á? Bố gặp cái đất này. Đây đây. Thế thì ngon rồi. Ấm ruột. Ui bố đen kít bố. Hàng ngon. Hàng kẻ măng. Tào tóc hết cả mồ hôi. Ui nghe nó khí chưa? Má. Ê, bố ơi. Hả? Không phải hai con đâu. Hả? Đấy nhá, con địch nãy con nhìn một đuôi thụt vào xong lại đuôi nó ra mà. Là ba con à? Là ai? Ui! Ý ấy? Nào? Nó cắn luôn. Cắn luôn á? Tít đọc kìa. Lọc đầy luôn. Ui. 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 Ui đen ơi, con này tóm đen ơi. Ui, con phải hai cân. Con tóm này. Đen xì, đen bóng ui. Ui, ui con này cho nó đen kinh khủng. Bố đấy. Cái đầu đấy. Đấy. Ui giời, ui. Ui. Ui cái vàng trăng đẹp chưa kìa. Ui giời. Ui cái vàng này. Ui, cái vàng trăng kìa. Ui giời. Mặt tròn trinh. Trinh giờ mọi người. Dã dạ màn. Lấy túi này đen này. Ê, mày cho. Ui rồi. Phọt vào mặt rồi bố. Với cái túi nó giật mình. Ý, mọi người nhìn này. Thân trưởng luôn. Con này được 2 cân không bố? Phải thật, đôi cân. Thế thì to rồi. Ngũ xàng. Được bình rồi. Ui dù, con này đen kít đấy mày nhỉ. Hai con, ba con đấy. À. Thế giờ bố nhìn thấy hai màu chưa? Hai đuôi này. Hai đuôi. Ở đâu? Hình như còn ba con nữa không? Đây mọi người, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy. Cái đầu. Lúc nhá cũng nhúc luôn. Để bố lấy này. Nó rộng lên. Ui. Ui nó nằm trong ngay như kiểu là gia đình nhà nó ấy. À có con. Cái con này như kiểu sắp rồi ra ngoài này bố này. Nốt rồi. Vâng, mắt đục lắm. Đây. Đây à. Ui đẹp bóng. Con này thì nhỏ hơn con vừa rồi. Ui bố của trắng tinh nhỉ. Ê ba con mà. Ba con vậy là tổng là 4 con à. Đây mọi người. Con này sắp lột đi, mắt nữa này. Ui nhảy luôn. Nhảy đi đấy rồi. Đen bóng có cái đen kít đi. Cẩn thận nha, tay đen cẩn thận đấy. Phật hết mồ hôi hột rồi. Mệt quá. Đào. Anh không phải đào đâu mà. Anh đang bỏ mày. Đi à. Con trước giờ.
chứ giờ chú anh đi sang anh lấy kinh nghiệm xong rồi bố không cho anh đào, bố toàn bắt anh quay thôi. Không đào nổi ấy. Ui bố ơi, ui à. Ấy kẻ cái tay nó đuổi đá mồ hôi kìa. Đây này, đấy đi chưa, thứ bành chưa, đấy cắn luôn. Con này tợ lắm. Hai con tháo ra này. Cái cánh hải đúng. Ui kinh chỗ nó nằm nhẵn chín bữa. Đấy à. Ôi. Ôi. Ôi con đèn kín này. Đây. Ui giời này. Ý. Ý. Này. Một đôi. Thì, con này đen kít luôn. Này. Ôi con này đen từ bụng đến đầu. Đây. Đây nhìn này. Đấy. Nó rất bé bé thôi nhưng mà rất ghê gớm. Nhanh lắm đấy. Con này chỉ tầm 1 cân thôi. Cân á. Tính được tầm 7-8 lạng. Không cân á. Nó dài. Ờ nó dài. Dài nó dài. Con dài 1 mét rưỡi. Nó nhìn như con hổ trâu ấy nhỉ. Người nhỏ nhỏ thon thon dài thật. Ở đây con. Nghe mà. Đấy là hôm nay là ba bố con mình là kiếm được hàng rồi mọi người ạ. Đấy đấy cái tay này. Đấy, con đấy, này còn giữ. Nó ra này. Tay này. Đấy thấy chưa. Thấy chưa. Nó về mổ này. Thấy chưa. Thấy chưa. Đấy. Đấy. Mẹ con này. Đấy. Ôi. Đấy mọi người thấy chưa. Cái bành con này vàng này. Đỏ con này hồng. Đỏ đỏ này. Đỏ hồng, đỏ hồng. Đấy. Mọi người nhìn. Đỏ bụng này. Ôi, đi vòng trăng ở dưới xe. Vòng trăng khuyết. Đồi dưới xe. Là cái gì? À. Trăng khuyết. Phải dẫn tay bố. Bỏ. Loại này nó bập một phát thì ăn ngay mọi người. Lụt luôn. Thấy này. Ui, có cứt đôi tiền. Cái gì? Cứ mở ra, anh mở rộng ra cho bố. Mọi buộc chặt đây, mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn lại cái ổ này. Nó nằm. Ủa, cắn nhau này. Cái con chuột này. Đây mọi người, nhìn cái ổ nằm nhẵn như bố. Hết rồi. Đấy nhá mọi người nhá. Ba bố con mình hôm nay cũng kiếm được mớ rồi. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team sản phẩm ẩm thực vùng cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào mọi người nhá. Yeah.